Ấy xa, ấy xa, ấy xa. Ô, mệt quá trời đất luôn. À, hello mọi người, chào mọi người. Ok, xin giới thiệu mọi người, mình chính là Simi cô bé lọ lem. Hiện tại mình đang gọi là gì ta? Cào đất để mình trồng lúa các bạn ơi. Ồ chết, bây giờ mình phải làm nhanh mới được. Không là mẹ mình sẽ chửi mình mất. Ok, ok, cố gắng làm việc nào. 1, 2, 3. Ủa chứ, ủa. Nhớ nhi em đâu rồi? À. Làm gì vậy? Làm gì ngồi này chơi mà chơi đúng không? Hả? Ơi, dạ dạ đâu mẹ? Con đang gọi là gì ta? Cào đất để con gọi là trồng lúa nè. Cào đất hả? Ủa, tao có nhờ mày cào đất không ta? Sáng mẹ vừa nhờ con cào đất á. Ủa vậy hả? Dạ. Xong rồi tí tao sai, thôi tao vô. Trời đất ơi, thiệt tình đó. Oh my god. Thôi thôi, bây giờ mình phải làm thôi. Mẹ mình thì gọi là một người rất là tốt, chứ chỉ có cái là hay chửi mình và hay quên thôi các bạn ơi. Trời đất ơi. Ok, phải cố làm xong thôi. Ôi, trời đất ơi. Hôm nay nắng dễ sợ luôn. Không biết hôm nay gọi là mama sẽ cho mình ăn gì đây. Ok ok, chăm chị nào. Ok, mình sẽ trồng hết tất cả các lúa này. Và sau đấy mình sẽ khoe với mẹ mình đã gọi là làm hết việc nhà luôn. Đấy, ok ok. Trồng lúa nào. Ôi, ok ok, để coi còn lúa không. Ô, có rất là nhiều lúa nè. Rồi, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Đã xong rồi. Trời đất ơi, mình đúng là một đứa con thật là hiếu thảo mọi người ạ. Wow, trời đói quá. Nếu nhà có gì ăn không ta? Trời đất ơi. Nhờ nhà em đâu ạ? Dạ. Con đây ạ. Ủa? Có gì ăn không? Có thêm mẹ ăn rồi. Quá trời. Ủa? Mẹ với là chị sao không ngồi lên ghế mà sao ngồi dưới đất vậy? Ủa? Ủa ghế ạ? Ủa chết rồi. Ủa con bé này làm liệu à? Nó ghé ngồi con nhà không ghé ngồi. Bé này dễ sợ. Rồi ngồi nè. Sao mình lại ngồi ghế? Con thích ngồi dưới đất thì được không? Trời đất ơi, ngồi đất bụng mà con bé bẩn mông kìa. Lấy ngồi đi. Trời đất ơi, mình là người thông minh mà. Ghế hiểu ra. Mẹ nói gì vậy? Mình ngồi dưới này có bẩn thì cũng bẩn rồi. Mình đi lên thành ra bẩn ghế không? Mình ngồi dưới đất đi mẹ ơi. Trời ơi, bé này vô duyên. Tự nhiên đang ngồi đất bụng mà kêu lên mình lên bẩn cái ghế tao. Vô duyên dễ sợ. Dạ, con xin lỗi ạ. Dạ mẹ ơi, hôm nay gọi là nhà mình ăn gì ạ? Hôm nay hả? Ủa? Mày nấu tụi tao ăn mà, tự nhiên bây giờ mày hỏi tao là sao? Đúng rồi, mày... đó tao là mày nấu mà. Ủa vậy ạ? Dạ, thế hôm nay gọi là mẹ với chị muốn ăn gì nè? Bé chưa chuẩn bị đồ ăn đúng không? Mày hỏi tụi tao đúng không? Biết rồi, mày nhát không? Mày đi sáng mày đi chơi đâu hả? Chứ còn bình thường á, nhà mình bây giờ là có đồ ăn rồi mà. Trời đất ơi, nhỏ nhem tao đánh mày nha. Mày vô mày lấy đồ ăn cho tao ăn. Dạ, vâng, con lấy đi liền. Mà từ từ, đứng lại. Chứ cái gì, dẫn heo vô ăn cho tao ăn xem coi. Con heo ăn. Dạ. Ngoài kìa. Dạ vâng. Trời đất ơi, sáng làm mệt luôn chứ không được ăn nữa. Buồn quá à. Heo ơi. Trời ơi, heo ra đây chơi luôn kìa. Trời heo ơi, đi vô. Không là mama chửi tao chết á. Đây đi vô nè. Trời đất ơi, ngoan nha, chị cho ăn nha. Rồi, để mình coi cà rốt. Cà rốt ở đây nè. Rồi, đi theo chị nha. Đây. Rồi, mama ơi, con dẫn bạn heo vô nè. Đấy. Cái gì? Heo á? Gì vậy? Hả? Bò mà. Chạy heo đâu vậy? Chạy heo. Ở đây là con bò, đúng rồi. Trời ơi, đúng rồi. Nhỏ này vừa xấu và vừa khùng nữa. Trời đất ơi, trời này con bò mày vẫn lợn rồi sao vậy? Ai không ngu như bò chưa? Mày đừng để mày ngu như bò nha. Dạ đây là con heo mà nó màu hồng nè. Mẹ với chị có bị nhầm không? Đây là con heo này nó yêu khọt nè. Đấy là con bò. Con bò nghe không? Trời ơi, hồi xưa học mà quên rồi. Con bò, con bảo con bò, đó là con bò. Ok. Nó là con bò. Mày nghe con tôi nói sao mày chạy chèo vậy? Dạ. Tụi tao ăn đi mệt quá. Cho con heo ăn tao mà cũng biết là lửa cho con heo mệt rồi. Dạ. À đúng rồi. Mẹ với heo gậy là chị ơi, hôm nay em cũng có kiếm được hai món này cũng ngon nè. Dạ đây, đây là táo nè. Và đây là bánh mì nè. Đó, hai người ăn thử đi. Nó ngon lắm luôn á. Người ăn thử đi. Chị ơi, sao chị lại nhổ táo của em vậy? Hả? Trời ơi, cái táo này là trong có giòi này, trời ăn nó còn mùi thùng. Mày muốn đào độc tao đúng không? Rất ơi, con nhỏ nhem này mày mới vào trong nhà. Mày ở nhờ, mày dám ngồi là hàng con gái tao hả? Nhỏ nhem.
ơi, nó tính lại độc con để con gọi là con ngất đi, xong rồi nó là thay thế con làm con của mẹ đó. Trời đất ơi, tao không ngờ mày là một con người ác độc như vậy. Đừng nhìn tao hiền, nhìn mặt tao dễ thương cu te baby phúng phính này mà mày dám gọi là gì ta, lừa gạt tao nha. Tao thì nó chấp nhận một con người gọi là xấu tính như mày được nên tao và con gái tôi quyết định đuổi mày ra khỏi nhà, không thể nào sinh sống sinh gọi sinh tồn trong cái nhà này nữa. Ủa nhà có cửa đâu con, thôi vô vô vô. Nhà không có cửa mẹ ơi. Mẹ ơi. Mẹ. Mệt quá, tao mệt rồi. Mẹ nghe đi nè, con nhìn không? Là tao ném cái xe vào nhà của mày nha. Thôi mày đi, mày đi đi. Thôi để mẹ, để mẹ đóng mày không? Đóng mẹ. Dạ, mẹ đóng cửa đi mẹ. Mẹ đóng con, trời đất ơi, con mẹ luôn. Khỏi mà. Trời đất ơi. Tức là mình đã bị đuổi ra khỏi nhà rồi không mọi người? Trời ơi, mà chỉ có mỗi cái nhà thôi, bây giờ không có nữa. Bây giờ biết sống làm sao bây giờ? Trời đất ơi, mình đi nãy trừ đói quá trời quá đất luôn các bạn ơi. Trời còn mưa nữa. Trời ơi. Cứu! Cứu ta! Trời ơi, sợ quá, trời mưa mà còn mắc kẹt dưới cây nữa. Trời ơi, cứu tôi, cứu tôi. Ủa, có một chị gái đang bắt trên cây sao? Ôi, để mình tới hỏi coi. Chị gái ơi, ủa, tại sao chị lại ngồi trên đó chơi làm gì rồi? Trời mưa nè chị ơi, về nè. Ui, có sấm nữa. Ai mà lên đây chơi cô gái, trời đất ơi, ta leo lên cây, xong bây giờ tao không biết xuống, trời ơi, không biết về nhà luôn nè, trời ơi, ai cứu tao. Chị ấy bị mắc kẹt rồi các bạn ơi, chắc mình phải giải cứu chị ấy thôi. Chị gái ơi, chị nhảy xuống đây để em đỡ chị cho nè, để em đỡ cho. Ta nhảy xuống là người ta đè bẹp chí người luôn á, không được đâu, ta sợ đâu cao lắm, có cái gì đi, sợ quá. Chết rồi, giờ sao ta? Mình có hai cái xôi nè mọi người. Chị gái xinh đẹp ơi, đợi em một chút nha. Hơi, ok, mình có cách này, mình sẽ giúp cho chị ấy gọi là không gọi là bị sợ độ cao. Đây, bây giờ em sẽ để cái nước này nha. Rồi, ok, chị xuống đi chị gái. Ủa bây giờ ta trượt trượt xuống thôi hả? Dạ, đúng rồi. Đó. Ôi. An toàn rồi nè. Ôi. Mưa rồi. Đó. Ôi. Chị gái có sao không chị? Cảm ơn cô bé nha. Dạ. Ôi, may quá à. Cảm ơn cô bé nha. Dạ. Tôi thắc mắc hỏi nha. Ủa, một cô bé nhỏ con như con đi lang thang trong rừng không sợ cọp ăn thịt hả? Nguy hiểm lắm á. Dạ vâng, con biết. Nhưng mà con bị mẹ với chị gái đuổi ra ngoài nhà mất tiêu rồi, nên bây giờ con phải đi kiếm nhà mới. Một cô bé bé nhỏ như con đi trong cái trời mưa như thế này mà đi kiếm nhà hả? Trời dạ. Ơi, con tội nghiệp vậy. Thôi nhưng mà không sao, vì con đã giúp cho ta, người ta có thể sẽ nhận con làm con nuôi của ta, được không? Hả? Nhận con làm con nuôi hả? Ủa, chị nói thiệt không? Được mà, trời ơi, có gì đâu, tao mày nói dối đâu. Bây giờ con về nhà đi, tao sẽ tắm rửa sạch sẽ cho con, thay một bộ đồ công chúa siêu đẹp nha. Con chịu không? Nói chung là thay lời cảm ơn khi mà con đã cứu ta, được không? Dạ được ạ. Dạ. Đâu thế đâu, bây giờ con đi theo ta nha. Dạ vâng ạ. Con đi đây. Trời ơi, mưa quá, ôi không thích tí nào. Con đi theo ta nè. Dạ. Rồi bây giờ con đi theo ta nha. Xin giới thiệu với con, đây là một ngôi nhà nho nhỏ trong thế giới của ta. Hả? Chị nói gì cơ? Đây là một ngôi nhà nho nhỏ của chị thôi hả? Chỗ nó bự quá trời luôn á trời. Hả? Nó bự lắm hả? Dạ. Không sao, thôi con hay là thôi con vào đi, vào đây tao giới thiệu cho sương sương thôi. Trời nhà ơi. Nhà phụ mà nhà chính ta còn to gấp 10 lần đây mà. Đó, đây đó. Lần đầu tiên con thấy một gọi là lâu đài vậy luôn á trời. Được, nghe thôi bây giờ vào nha. Lạnh. Dạ. Người hầu ơi, người hầu đâu rồi? Người hầu. Dạ, công chúa gọi em ạ. Ủa, đây, xin giới thiệu với cô, đây là một cô bé ta mới nhận nuôi được. Cô bé rất là tốt bụng và đã cứu ta nha. Nên cô hãy xem cô bé này là một cô công chúa nhỏ nha. Tức là đây sẽ là cô công chúa nhỏ á? Đúng rồi, bây giờ cô giới thiệu cho cô cho này biết đi. Giới thiệu đi. Dạ vâng, thế thì công chúa cứ đi nghỉ ngơi đi ạ. Còn em sẽ dẫn cô bé này đi vệ sinh tắm giặt. Trời ơi, trời cái mùi quá
Rồi bây giờ cô nhớ nha, tắm rồi sạch sẽ tháo quần mới cho cô bé này, xong rồi dẫn vào gì đó phòng ăn của ta nha. Dạ vâng ạ, công chúa đi ạ. Rồi. Ủa chị gái, tức là cái chị kia là công chúa của một cái lâu đài luôn hả? Đúng vậy, cô ấy chính là công chúa của vương quốc này, còn em sẽ là công chúa nhỏ. Ủa, tức là em được làm công chúa luôn hả? Thì công chúa nhận em làm em mà. Thích quá vậy. Trời ơi, tính ra em chưa bao giờ từng nghĩ mình là công chúa luôn á. Vui quá à. Thôi được rồi, bây giờ em đi theo chị đi. Trời ơi, người em bẩn quá kìa. Thôi đi theo chị. Dạ. Wow. Rồi đây. Như đằng này nha. Nhớ nhớ đường luôn đó nha. Tại vì ở đây á, lâu đài này rất là rộng luôn. Nhớ cẩn thận đó. Dạ vâng, vâng. Đây phòng tắm ở đây nè. Đó. Có phòng tắm riêng luôn hả chị? Tất nhiên rồi, phòng tắm này còn nhỏ chứ còn ở lâu đài chính của công chúa nó còn to hơn nữa cơ. Rồi đây, em vào đây tắm đi, Ui. Trời ơi, lần đầu tiên thấy cái bể bơi nó to vậy luôn á. Đây là nước nóng đó nha, em thấy ấm chưa? Dạ, trời ơi, thoải mái quá trời đất luôn. Rồi, đây, chị bật thêm nước nè. Đó, em bật tắm thêm nha. Wow, trời ấm à. Em thích ở đây quá trời luôn. Trời, đúng là cô bé này. Chắc là ngày xưa em sống khổ lắm đúng không? Hay là bây giờ có chút xíu này thôi mà đã vui quá trời quá đất quá. Tính ra em chưa bao giờ được ai chăm sóc tử tế vậy luôn á. Lúc nào mẹ em với chị em cũng mắng em hết trơn á, còn không cho em ăn nữa. Mắng á hả? Dạ. Trời ơi, mẹ em đúng là người không tốt đó. Thôi được rồi, đi ra đây tắm xong rồi đúng không? Dạ. Đây, ở đây ra soi gương nè. Ôi, có cả cái gương nữa. Ôi, đừng tìm thấy bản thân mình luôn á. Okay, hả? Dạ. Trời ơi, thôi rồi, đi ra đây. Để chị đi lấy quần áo cho nè. Đây, quần áo, đây sẽ là phòng lấy quần áo của em nha. Thay đồ đó. Trời đất ơi, đây là phòng thay áo quần riêng của em hả chị? Đúng rồi, đây sẽ là phòng thay đồ riêng của em. Có rất rất là nhiều đồ đó. Ví dụ như kính nè, váy nè, áo nè, quần nè. Em cần gì? Nếu mà em còn thấy thiếu á, để chị đi mua thêm nha. Trời đất ơi, thôi, chị cần nhìn này thôi em lé mắt luôn á. Ôi trời, các bạn nhìn nè, chưa bao giờ mình thấy một cái chỗ nó có nhiều áo quần vậy luôn á. Wow, thích quá. Bên này á, là có những bộ giáp nè. Còn bên này là nếu mà em thích phong cách Nhật Bản thì có cả đồ Nhật Bản cho em mặc luôn. Dạ, trời. Ủa, tức là em chọn bộ nào cũng được hả chị? Đúng, chính xác. Em thích bộ nào không chị lấy mặc cho em luôn. Dạ, để em lựa thử coi. Wow, trời ơi, sao mình như một công chúa thật thụ vậy, thích quá à. Ok, để mình coi có cái nào đẹp không ta. Ủa, mà trong này cái gì cũng đẹp hết trơn, mọi người thích quá à. Để mình coi. Trời, đứng yên. Mà cái này hơi khó. Được quá. Rồi, xong luôn này. Rồi, xong rồi đó. Wow, đây là áo của công chúa hả chị? Đúng rồi, đây là áo của công chúa. Mặc thì hơi khó một xíu nhưng mà nó rất rất là đẹp đây. Ở bên này có gương này, em có thể soi thử nha. Wow, trời, nhìn em dễ thương quá à. Ôi, các bạn có thấy mình có dễ thương không? Chứ tôi thấy tôi dễ thương quá trời luôn. Yeah, lần đầu làm công chúa. La, vui quá à. Thôi, bây giờ chị nghĩ chắc là em cũng đói rồi đúng không? Dạ vâng, từ sáng thì em chưa ăn gì hết trơn á. Thôi được rồi, ra đây chị cho đồ ăn nè. Đây sẽ là phòng ăn nha. Phòng ăn thì cũng đơn giản thôi, không có gì nhiều cả. Em muốn ăn gì? Ăn hả? Ôi, từ trước giờ em chỉ muốn ăn bánh mì gọi là kẹp thịt thôi. Em còn món nào khác không? Nếu không có bánh mì kẹp thịt thì gì ta? Táo. Ê, em rất thích ăn táo luôn. Táo hả? Dạ. Táo. Ở đây chị không có sẵn táo. Thôi được rồi. Thế thì nếu mà chị đưa ra cái món nào đó thì em có ăn được không? Tại vì chị sợ là món đó em không thích. Dạ không sao, em vậy mà. Nói chung chị nấu gì em cũng ăn hết trơn luôn. Ok, thế thì em ngồi đây chờ chị xíu nha. Xíu thôi. Dạ. Chị nhạo xong liền luôn á. Wow, trời ơi các bạn ơi. Nếu mà mình được làm công chúa thì mình sẽ được có một phục vụ riêng luôn. Mình bảo gì người ta cũng sẽ nấu hết tất cả các món ăn của mình luôn các bạn ơi. Rồi, đây, chị xong rồi đây nè. Dạ. Là do vội nên là chị mới chuẩn bị được 3 món này thôi. Em thông cảm cho chị nha. Đó, bên này là đó, đây là kiểu trứng nè, với canh nè, với súp nè. Còn đây là sushi nè. Còn đây là bánh tráng miệng nha. Đó,
đó, em thấy nó có được không? Hay là em cần thay đổi món khác không? Ủa, em có thể ăn hết tất cả các đống đồ ăn này luôn á trời. Đúng rồi. Trời ơi, em hết mà. Sao mình cảm giác như mình đang ở một nhà hàng 5 sao vậy mọi người? Wow, nhìn ngon quá. Em xin phép em được ăn nha trời. Em ăn đi, của em hết đó. Dạ. Nhưng mà từ từ thôi nha, đừng có ăn nhanh quá. Dạ vâng. Trời ơi mọi người, đây là cái thức ăn gì mà nó ngon dữ vậy? Thích à. Trời ơi chị ơi, đây là cái món ngon nhất mà từ trước giờ em được ăn luôn á. Wow. Mà em hả? Dạ. Cái này chỉ là chị làm tạm ra thôi. Nếu mà em muốn ăn ngon hơn nữa thì để ngày mai chị đi làm cho em nha. Dạ, trời ơi thích à. Em xin phép. Ngon quá à. Em ăn xong rồi. Ăn xong rồi đúng không? Thế thì đi ra gặp công chúa nhá. Tại vì lúc nãy công chúa có gọi chị rồi á. Dạ vâng. Rồi, đi thôi. Dạ. Dạ. Công chúa ở ngay bên ngoài thôi. Công chúa. Công chúa nhỏ của tôi. Dễ thương quá. Dạ. Em đồ xinh đôi luôn á trời. Công chúa thấy em có đẹp không công chúa? Trời ơi, đẹp xuất sắc y chang chị vậy. Trời ơi, dạ. Y chang luôn. đẹp mà. Rồi bây giờ nha. Bây giờ là cô gọi là cô đã giới thiệu cho công chúa nhỏ này hết gọi là căn nhà này chưa? Dạ vâng, tôi đã giới thiệu hết rồi ạ. Thấy sao, thích không? Dạ, thích quá trời ơi đất luôn. Lần đầu tiên em ở trong cái nhà siêu to khổng lồ này luôn á trời. Được rồi, nhà mà to gì, lần sau chị dẫn em tới cái nhà to hơn để to gấp 10 lần đây nha, được không? Dạ. Rồi, bây giờ mình đi chơi đâu nè? Đi chơi á hả? Hình như hồi nãy em có thấy một cái bể bơi trong nhà mà nó to là to luôn. Trời ơi. Bể bơi hả? Dạ. Cũng được. Thôi bây giờ hai chị em mình đi gọi là bể bơi nha. Được dạ không? Được. Rồi, phục vụ gọi là chị đã dẫn rồi là cô bé công chúa nhỏ này đi tới gọi là bể bơi của tụi mình nè. Dạ vâng, mời hai con công chúa đi theo tôi ạ. Ok, đi bay, wow, trời đất ơi, cái bể bơi nó siêu to khổng lồ luôn á. Ủa, em thích lắm hả? Dạ vâng, trời nhìn mấy bạn ơi em thích quá trời luôn. Ủa, chị em có thể nhảy xuống đây bơi được không chị? Thoải mái nè, bể bơi của nhà mình mà. Dạ. Chị nào nhảy? Ui, ui, ui. À, đó đâu. Cô giật nước nè em. Đây giật nước nè. Wow. Tết chứ à. Trời đất ơi. Wow. Ủa, chị gái gì không chơi hả? Chị ở đây được rồi, nếu em cần gì thì cứ bảo chị sẽ phục vụ nha. Dạ vâng. Wow, trời ơi vui quá. Ui, 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 ui. Để con đừng quay mệt nha. Dạ vâng. Wow. Trời ơi, tôi không ngờ cái lâu đài này cái gì cũng có hết trơn luôn mọi người. Có với gọi là chị công chúa xinh đẹp với chị người hầu siêu dễ thương nữa. Wow, tốt quá. Let's go. Nha. A few minutes later. Dạ, trời ơi, cái trò này vui quá trời, em chơi từ sáng tới tối luôn, em chơi tiếp luôn nè. Không, trời tối, bây giờ mà mình không ngủ là hơn, là gì ta, là hơi bị mệt đó em. Thôi, mai chơi nha, được không? Mai chơi nha. Chứ bà không ngủ tới công chuyện á, thôi, mai chơi dạ nha. Dạ vâng, hôm nay em chơi cũng vui lắm rồi, mai chơi tiếp. Rồi, ok, rồi, có người hầu dẫn cô công chúa nhỏ này đến phòng ngủ nha. Dạ vâng thưa công chúa. Rồi thôi em ngủ ngon nha, chị đi nha. Dạ vâng, em chúc chị công chúa xinh đẹp ngủ ngon. Chị thương quá à. Dạ. Gặp mai nha. Dạ vâng. Wow. Mới chơi xíu thôi mà đã tối rồi chị nhờ. Em mãi chơi quá đó. Thôi bây giờ đi ngủ đi nha. Nhìn em cô chơi vậy á, chắc là ngủ ngon lắm nè. Rồi đi vào thôi. Dạ vâng. Đây phòng ngủ của em ở đây nè. Cái này em thông cảm nha, vì phòng hơi bé. Chị gái ra, chị có nhầm không vậy sao? Cái giờ mới to bằng nguyên cái phòng luôn vậy chạy. Nó to quá trời luôn á. Cái phòng này còn nhỏ hơn phòng của công chúa mà.
Ủa vậy hả? Trời ơi, thôi quá trời đất luôn. Wow. Thôi em ngủ đi nha, em ngủ ngon. Ngày mai có gì thì gọi chị ở ngay bên ngoài nha. Dạ vâng ạ. Ừ, chúc chị ngủ ngon. Em ngủ ngon. Dạ. Wow, trời các bạn ơi, tính ra không ngờ gọi là tôi làm công chúa tôi lại gọi được sung sướng như vậy luôn các bạn ơi. Ăn cũng có người hầu, mặc cũng có người hầu. Trời đất ơi, không ngờ có một ngày mẹ làm công chúa như vậy. Không biết các bạn có thích làm công chúa như Sim không? Các bạn cũng đừng quên bình luận phía dưới cho mình biết nha. Bây giờ mọi người và chúc mọi người một ngày thật tốt đẹp. Bye bye. Thôi tôi đi ngủ đây. Yeah, sướng quá. Wow.